Đó, mình mặc dù là mẹ con với nhau nhưng mà đâu có phải ngày nào cũng thuận đâu. Phải không nè? Mặc là dù là vợ chồng với nhau đó, chứ đâu phải ngày nào cũng hạnh phúc đâu. Mặc dù là anh em với nhau đó, đâu phải lúc nào cũng hòa thuận đâu. Mặc dù là bạn thân với nhau đó, mà đụng chuyện thì thân ai nấy lo đó. Cho nên giữa con người với con người chúng ta phải kham nhẫn. Rồi ngoài kham nhẫn con người, chúng ta kham nhẫn gì nữa? Kham nhẫn hoàn cảnh, gọi là pháp kham nhẫn. Hồi nãy là sanh nhẫn, bây giờ là pháp nhẫn. Sanh nhẫn là nhẫn giữa con người với con người. Pháp nhẫn là nhẫn hoàn cảnh. Chẳng hạn như hôm nay căng lều để chuẩn bị ra ngoài ngồi sinh hoạt, ai ngờ đâu mưa. Rồi phải kham nhẫn cái mưa hả? Rồi ngày mai đại lễ mưa, thứ hai hết lễ nắng, tức chết không? Quý vị thấy không? Thật ra kham nhẫn hoàn cảnh. Có ngày thì nó lạnh muốn chết luôn, có ngày thì nó nóng muốn liên người, bức bách đủ kiểu do thời tiết. Cho nên nhẫn giữa con người với con người gọi là sanh nhẫn, nhẫn hoàn cảnh gọi là pháp nhẫn. Nó mới nói chuyện mưa mưa với nắng thôi đó, chưa nói những chuyện khác. Có nhiều khi nó hỏi cho cùng là mặc cái áo để làm gì? Để che thân, che cái thô tướng. Mặc áo để che cái tướng thô. Nhưng mà mình có bằng lòng với một chiếc áo bình thường không? Hay còn phải rắc rối với chiếc áo chỉ vì che cái thô tướng? Cũng phải áo gì nữa nha, loại vải gì, mai sao, vân vân. Cho nên nội cái mặt thôi cũng rắc rối, chưa nói mấy cái mang. Hỏi mang giày để làm gì? Để đi cho nó dễ dàng, mà có mang để dưới đất có ai đâu dạch giày mà gọi, phải không? Mà cũng phải hàng hiệu à. Cái bóp để làm gì? Để đựng lặt vặt. Dĩ trọng vậy, cây son 2 đồng, cây kiếm 3 đồng, cây lược 1 đồng, rồi cắt bông tai, tăm xỉa răng, bịch napkin, mua giỏ như 7 ngàn. Mua cái giỏ 7 ngàn mà để đựng gì? Đựng đồ dollar store. Đâu có gì tội đâu, không có gì tội cả. Nói nghe chơi vậy đó, để mình thấy chúng sanh mình cái cách sống nó rất là tức cười, phải không? Thành thử ra mặc một cái quần jean, mặc một cái áo, nó để cái hàng hiệu nó nhỏ xíu à, ở góc á, đâu có ai giặt cái áo ra để mà coi mặc hiệu gì đâu. Nhưng mà đưa cái hiệu dởm là không mặc, phải hiệu tốt kìa. Rốt cuộc mình trả tiền cho một cái nhãn hiệu mà không ai thấy biết. Mà thí dụ người ta gặp mình xài đồ hiệu, ta nói sao? Wow, hàng hiệu nha, chắc mắc lắm á, để tôi phụ tiền không? Không có, ta chỉ khen tiếng thôi. Nhưng mà mình sẽ vì một tiếng khen đó mà mặc đồ mắc tiền chết bỏ. Cho nên Đức Phật trong kinh á, Pháp Hòa nói như vậy á, để Pháp Hòa chuẩn bị giới thiệu với quý vị một vị Bồ Tát hay là một vị Phạm Thiên hay bất cứ ai xin Đức Phật cho con đi vào cõi Ta Bà để thăm viếng, để giáo hóa. Đức Phật nói được. Khi ông đến cõi Ta Bà, ông hãy nên phát 10 cái nguyện này mới có thể vào được. Cho nên quý vị nào mà mình đang ở trong cái cõi này rồi đó, thì chuẩn bị Phật Phật trang bị cho mình một hành trang chuẩn bị đi vào cõi này. Chờ mà nãy giờ là Pháp Hòa giới thiệu 2 chữ Ta Bà. Thì Đức Phật á, có một cái vị, vị đó cũng tên, một vị đó muốn xin Đức Phật cho con hầu hạ lãnh thọ những điều ân cần thưa hỏi giải đáp. Đức Thế Tôn ở cõi Ta Bà ấy cũng muốn gặp con. Đức Phật nói: Phạm Thiên, ông nên đi đến cõi đó và biết rõ đúng thời
hãy cùng vô sư Bồ Tát đi đến thế giới Ta Bà. Ông đi đến cõi Ta Bà thì phải thực hành 10 hạnh nguyện. Người nào muốn đến cõi này phải có đủ 10 hạnh nguyện. Hạnh nguyện thứ nhất, bây giờ hạnh là gì và nguyện là gì? Nguyện á là trong lòng mình thấy rõ cái gì cần làm, mình nguyện làm. Nguyện khác với ước nha. Thí dụ như nói tôi ước về tôi trúng số, cái đó ước thôi mà. Nhưng mà ước á, được không được thì thôi, tại vì mình chỉ ước thôi mà, chứ đâu ai nói tôi nguyện trúng số đâu. Ước gì tôi được trúng số, tại vì cái đó mình biết cái đó nó làm sao, nó mỏng manh, nó xa vời, cho nên gọi là ước. Còn cái gì mình thấy khả năng mình làm được thì mình nguyện. Thí dụ mình nói cái chỗ đó người ta cần thêm 100 đồng để giúp, tôi nguyện làm được, tại vì cái đó trong khả năng mình làm được. Nhưng mà nói giờ là cái chỗ đó cần xây một cái chỗ từ thiện đó 1 triệu đồng, tôi không dám nguyện, tại tôi không có khả năng. Thôi tôi ước thôi, tôi ước gì tôi có tiền tôi giúp. Nhưng cái gì mà nó mỏng manh, nó xa vời, nó khó thực hiện thì chúng ta ước thôi, được không được cũng không sao. Nhưng mà cái gì chúng ta thấy trong khả năng mình, mà hơn nữa nó chánh đáng, thì chúng ta nên nguyện. Vì nguyện thì nó đi theo cái lực, cho nên gọi là nguyện lực. Nguyện lực nghĩa là cái lực đó nó giúp cho cái nguyện mình thành tựu. Cho nên các vị nào mà tu tịnh độ, niệm Phật cầu vãng sanh đó, thì phải đủ 3 cái yếu tố là tín, nguyện, hạnh. Tín là niềm tin, nguyện là phát nguyện, hạnh là thực hành. Mình phải tin Đức Phật Di Đà, mình tin cõi cực lạc, mình tin mình vãng sanh, mình tin nơi khả năng của mình. Mình có cái niềm tin vững chắc thì bắt đầu mình phát nguyện. Con nay xin phát nguyện vãng sanh. Cho nên ở trong cái quyển tịnh độ, tư tưởng tịnh độ, Ngài Thiện Đạo cũng dạy chỉ còn có nguyện thôi vãng sanh. Tại sao vậy? Anh nguyện vãng sanh phải không? Đời này không được đời sau, nhưng mà cái sự vãng sanh không thôi thật, tại anh nguyện rồi. Không được bây giờ, hôm khác cũng sẽ được. Cũng giống như quý vị đời này không đi tu được, không đi xuất gia được. Một là bận rộn chuyện gia đình chưa làm được. Hai, bây giờ già cả quá rồi, vô tu cũng không được gì hết. Thôi con nguyện, nguyện một đời nào đủ duyên lành con xin xuất gia. Rồi bây giờ mỗi tối con nguyện, đời này con ở cõi Ta Bà, đời sau con xin được nguyện được làm đệ tử Phật, đồng chơn nhập đạo, chánh tín xuất gia. Chánh tín xuất gia, đồng chân nhập đạo, tức là có niềm tin với chánh pháp và đi tu khi còn còn nhỏ tuổi. Cứ nguyện không được kiếp này kiếp nữa, cho nên và chính cái nguyện đó nó sẽ là cái lực nó dẫn dắt mình. Cho nên Ngài gọi là hạnh nguyện. Đáng nguyện thì phải hành, đáng nguyện là phải hành. Thì khi mà mình có cái thực hành á và mình thấy nó có kết quả thì nó làm cho cái nguyện này càng ngày càng thấm sâu hơn. Cho nên hạnh đó, nó trợ cho nguyện, và nguyện nó trợ cho hạnh. Không phát nguyện thì không thể thực hiện, mà càng thực hiện thì mình thấy được cái kết quả lành, cho nên càng ngày chúng ta càng phát nguyện vững chãi hơn. Thì Đức Phật dạy, ông đến cõi Ta Bà thì thực hành 10 hạnh nguyện. Đó là gì? Một, đối với mọi sự khen chê, tâm không thêm bớt. Nghe điều lành điều dữ, tâm không phân biệt. Tại sao trong kinh dùng cái từ tâm không thêm bớt? Tại vì á, khi mình nghe người ta khen thì mình thêm gì? Thêm niềm vui. Mà bị người ta chê thì mình thêm nỗi buồn. Cho nên rồi rốt cuộc rồi nỗi buồn hoa phượng. Cứ mỗi năm đến hè là lòng mang mát buồn. Mỗi ai mỗi lần mà nghe ai khen chê là lòng mang mát buồn. Cho thí dụ cái tâm mình đang bình thường vậy nè, hồi lúc đầu mình nấu một cái món ăn gì vào chuột,
mình bình an lắm, đem vô chùa cúng chùa thôi, không có nghĩ gì hết á. Nhưng mà người ta nói vỗ vai, người ta nói trời ơi bánh của chị làm ngon tuyệt vời, cái mình tăng lên vậy hả chị. Chị ăn nhiều thêm. Cái ở đầu lén lén cái mình nghe thoáng thoáng luôn, bà đó làm bánh ăn dở ẹt. Mới vừa tăng đây nó giảm chỗ này. Thành thử ra Đức Phật dạy, đối với mọi sự khen chê tâm không thêm bớt. Tại sao mình không thêm bớt? Tại vì đây là cái tám pháp mà nó phải có trong cuộc đời này. Đức Phật gọi cái này là gì? Tám pháp tùy chuyển thế gian. Trong kinh Đức Phật dùng cái từ là đây là tám pháp, nó luân lưu, nó luân chuyển trong thế gian này hằng ngày. Tám pháp là gì? Một, được và mất. Hai, khen với chê. Ba, khổ đau và hạnh phúc. Bốn là gì? Danh thơm tiếng xấu. Bốn cặp này là tám thứ. Khen chê là hai, được mất là bốn, hạnh phúc khổ đau là sáu, danh thơm tiếng tốt là tám. Và quý vị nghĩ coi có phải tám pháp này nó luân lưu, nó lưu chuyển trong cuộc đời này không? Không phải thời Phật có, thời này có không? Rồi ngàn năm sau này có không? Có. Cho nên Phật gọi là tám pháp tùy chuyển thế gian. Quý nào muốn đọc cái tác phẩm này á, nói về tám pháp này thôi, đọc cái quyển Những Bước Thăng Trầm do ngài Hòa thượng Naranda viết và cụ Phạm Kim Khánh dịch. Bản đó mỏng thôi, không dày đâu, mà định giải thích cho chúng ta tám cái pháp tùy chuyển này. Thành thử ra bây giờ quý vị thấy á, mình đi bay qua đây, mình đi dự khóa tu, thì mình bay qua đây mình dự khóa tu là mình được cái an lạc, nhưng bù lại mình mất số tiền, tiền vé, tiền cúng dường. Đó, mình nói đơn giản trong cuộc sống vậy đó. Muốn ăn ngon thì phải tốn nhiều hơn, muốn mặc đẹp thì phải tốn. Chứ là cuộc sống này mỗi ngày nó có những cái tăng và có những cái giảm. Cuối tháng tiền vô ngân hàng nhìn thấy thích quá, nhưng mà chừng vài ngày sau rút biêu, rút từ từ. Cho nên tám pháp này được với mất, tức là thêm với bớt. Cho nên nếu mình nhìn cho kỹ thì bất tăng bất giảm, nó luân lưu trong cuộc sống. Và chính vì mình hiểu nó như vậy, cho nên mình không để tám cái pháp này, nó là cái sự vận chuyển trong thế gian. Nhưng người vững chãi với nó thì sao? Không để cho nó chuyển mình. Còn nếu như lỡ mình tu tập á, vừa thoáng lên một cái vui thì tự nhận thức mình đang bị, cho nên nhẹ xuống lại. Chứ nếu mình nói tu mà khen chê không có bị gì nữa trơn, hơi khó. Nhưng mà bây giờ có cái mình có thể làm được là vừa khen mình nhận thức xuống, vừa chê mình nhận thức buồn để xuống. Đó là tâm hành, cái mental formation. Cái tâm hành của mình nó vừa lên là tại sao? Tại vì những tâm hành nó có thể làm cho nét mặt của mình lên xuống tùy mỗi ngày. Cho nên Đức Phật dạy, đối với mọi sự khen chê tâm không thêm bớt. Thể khen thì thêm vui, mà chê thì thêm buồn. Hãy mà thêm buồn thì bớt vui, cho nên gọi là thêm bớt. Hãy mình buồn cái này cái mình bớt cái niềm buồn. Nghe điều lành dữ tâm không phân biệt. Tức là lành dữ đây là gì? Cái xấu, cái tốt. Cho nên thị phi trung nhật hữu, bất thính tự nhiên vô. Cái chuyện thị phi trong đời này ngày nào cũng có hết. Thị phi trung nhật hữu. Mình không có nghe thì tự nó không có thành gì hết. Bất thính tự nhiên vô. Đức Phật có dạy một câu trong kinh hay lắm. Hãy như sư tử không run sợ trước tiếng động. Hãy như luồng gió không vướng mắc ở trong những cái màn lưới. Quý vị thấy những cái võng, những cái lưới không? Gió nó thoáng qua mà nó có lưu lại trong màn lưới không? Không. Hãy như sư tử không run sợ trước tiếng động.
Hãy như luồng gió không vướng mắc trong màn lưới. Hãy như hoa sen mọc lên từ bùn nhơ nước độc, nhưng không bị bùn nhơ nước đục làm ô nhiễm. Và hãy đơn độc, hãy độc hành độc bộ như con tê giác. Chữ độc hành độc bộ này không có nghĩa là từ giả mọi người tu mình, không có nghĩa vậy. Độc hành độc bộ đây là mình phải vững chãi trên con đường đi của mình. Mình tu tập á, nói cho cùng á, mỗi người chúng ta phải tự nỗ lực. Bạn tu chung với mình là người có khả năng khuyến tấn, nhưng mà thủy chung họ không tu giùm mình. Họ có khả năng khuyến tấn mình chứ không thể tu cho mình. Ví dụ như hôm nay đại chúng tu được 70 người thì mọi người lên sám hối, đại chúng sám hối theo. Nhưng mà mỗi người phải tự tâm thanh tịnh hết lòng để sám hối thì tự mình sẽ tu tập đạt được cái niềm an lạc. Tu thì chung đó mà an lạc có hơi, có thể nó có khác, tùy theo cái sự nhận tu của mình. Cho nên á, mình có đại chúng tu chung đó là một cái hạnh phúc, vì đại chúng là năng lực tinh tấn cho mình. Nhưng mà mình vẫn phải độc hành độc bộ, nghĩa là tự mình phải nỗ lực chứ không ai nỗ lực cho mình. Ngồi ăn chung với nhau để có mặt cho nhau và hạnh phúc, nhưng mình phải tự cầm từng muỗng cơm lên mình ăn và mình mới có được sự no. Còn không thì mình không no được. Điều thứ hai, thực hành từ bi. Từ là cho niềm vui, bi là làm cho người ta giảm khổ. Thí dụ như á, cái người đó họ bị bệnh, mình cho thuốc họ uống hết bệnh thì cái đó là bi. Bi là cho người ta hết khổ. Nhưng mà sau đó cho người ta vài viên thuốc bổ, người ta uống để người ta dưỡng bệnh, gọi là từ. Mình làm cho người ta hết khổ rồi, nhưng mình phải dạy cho người ta phương pháp an lạc để người ta bắt đầu có nguồn an lạc sau khi hết khổ. Còn không thì người ta hết khổ rồi, hết để đó, mai mốt họ khổ tiếp. Cho nên từ bi phải đi chung là vậy đó. Từ là cho người hết khổ. Và trong một cái bài sám tụng á, nó diễn đạt cái lòng từ bi bằng hai câu này: sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Sáng cho người niềm vui là tự, chiều giúp người bớt khổ là bi. Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ, cho là thực hành từ bi. Mà nếu mà nói về từ bi á, nó cũng có ba loại từ bi. Hôm qua Pháp Hòa có nói đó, một là chúng sanh từ bi, hai là pháp duyên từ bi, ba là vô duyên từ bi. Tại sao gọi là chúng sanh từ bi? Bây giờ anh nói từ bi, trước hết là đối tượng từ bi của anh là ai? Là con người, là chúng sanh. Rồi họ thấy mình thấy họ khổ, thì mình lấy cái trí tuệ bình đẳng không phân biệt của mình mà cứu khổ cho người, gọi là chúng sanh từ bi. Rồi ngoài ra, con người họ nương cái gì họ sống? À, họ cũng nương cơm áo nhà cửa vân vân. Mình biết tất cả pháp này cũng đều là tạm bỡ, nhưng không thể bỏ nó được, cho nên mình nương cái pháp để thực hiện từ bi của mình. Bây giờ người ta thì nghèo đói, không có cho người ta chỗ ở cơm ăn, mà cứ bắt người ta vô nghe pháp suốt à, họ nghe được không? Bây giờ cái chuyện quan trọng nhất nè, anh biểu tôi nghe pháp, tôi tu, tôi đồng ý tôi tu, mà giờ con tôi đói nè, tôi không có nhà tôi ở nè, tôi cái gì? Cho nên đối tượng của mình là chúng sanh, và mình phải biết cái nhu yếu của chúng sanh là gì để chúng ta có thể đáp ứng được, từ đó mới độ chúng sanh được. Cho nên để đại chúng để ý coi, trong tất cả các hạnh Bồ Tát, hạnh gì đầu tiên? Bồ thị.
Trong lục độ bố thí cũng đứng đầu, trong tứ nhiếp pháp bố thí cũng đứng đầu, mà trong thập độ bố thí cũng đứng đầu. Tại vì bố thí là ban cho, mà chính con người cần cái gì, chúng ta cho đúng cái đối tượng người ta cần, cái việc người ta cần, nó mới work. Nó mới work. Ví dụ như bây giờ chùa cần muối đường, quý vị thấy lượt sale đem vô cúng dường quý sư cô. Quý sư cô đâu có xài lượt. Mình đem lượt cho thấy làm chi? Thôi tại con thấy nó sale. Nó sale quý vị cho ai cũng được mà not me. Thí dụ vậy. Cho nên trong cái khoa cúng, trong cái khoa chẩn tế cô hồn cũng vậy đó. Quý vị thấy mà mỗi lần mà cúng cô hồn là quá trời thức ăn không? Đủ các thứ hết. Tại sao? Có những chúng sanh ăn được cháo. Nhưng mà tại mình người Việt, mình người Á Đông, mình ăn cháo, mình cúng cháo. Chúng sanh cô hồn Mỹ nó đâu ăn cháo. Chúng cô hồn Mỹ ăn ốt miêu. Hiểu ý không? Mình là chúng sanh Việt Nam ăn pizza. Ủa ăn bánh xèo. Ăn bánh xèo. Cho nên cúng cô hồn là một đối tượng để rải lòng từ. Bất cứ món ăn gì mình có được cứ mang lên cúng. Không có cái mắc, cái không có bắt buộc là mỗi lần cúng cô hồn phải có khoai luộc, phải có đậu phộng, phải có mía. Cái đó không có bắt buộc. Tại mình khoái ăn khoai. Nói rõ hơn là mình khoái ăn sang. Khoái ăn sang là sáng ăn khoai. Cho nên mỗi lần cúng cô hồn bưng nguyên mâm khoai lên cúng. Ở cúng đâu gì cúng cô hồn Mỹ. Hiểu ý không? Thành đứa cô hồn là đối tượng đã lòng từ thì bất cứ cái gì. Nhưng mà khi mình cho họ ăn, đó là chúng sanh duyên. Và cũng là pháp duyên, cái nhu yếu, cái cần của họ. Và khi cúng như vậy không phân biệt. Cô hồn Mỹ, cô hồn Mễ, cô hồn da đỏ, bất cứ ai mà lang thang đói rách đều là những loại cô hồn. Cho nên trong lễ cúng cô hồn ta có dương một cái lá phan dài lắm. Làm một cái lễ gọi là lễ thượng phan. Đưa cái lá phan cao ngút lên. Trên lá phan nó ghi những cái lời triệu thỉnh. Nói theo tiếng bây giờ là gì biết không? Invitation, thiệp mời. Mình cúng mình phải báo cho họ biết nữa. Bây giờ chùa có khắp nơi cũng vậy thôi. Muốn làm gì phải làm poster quảng cáo để cho chúng sanh các nơi biết mà mò về, đúng không? Đó. Thì cái poster đó là cái cây phan đó đó. Cái thiệp mời là cái cây phan đó đó. Trên đó ghi đầy đủ. Ở đây có tổ chức những lễ cúng giải oan bình đẳng các loại cô hồn, ghi một lô ra để cho cả my name in there, my group, nhóm của tôi đó, tập hợp về cũng. Cho nên từ bi có ba loại: chúng sanh duyên, pháp duyên và vô duyên. Vô duyên là gì? Không phải ai vô duyên mình quá. Chữ vô duyên là không có phân biệt. Không có phân biệt. Đạo Chúa, đạo Phật, đạo Tin Lành, Phật Giáo Hòa, bất cứ người ta cần giúp là mình giúp. Mình giúp, nhưng mà nó có hai cái trên là đúng cái nhu cầu của họ. Chứ không phải nói vô duyên từ, nó nghĩa là không có phân biệt rồi mà họ muốn cái gì cũng được. Không, mình rõ ràng ở trên mình có pháp duyên mà. Cho nên trong cái lời giải thích, phải dùng trí tuệ bình đẳng để quán thấy chúng sanh khổ. Phải trí tuệ nha. Cho nên đối với chúng sanh cũng phải có trí tuệ, đối với cái phương tiện cũng phải có trí tuệ, và đối với cái vô duyên cũng có trí tuệ. Vì có trí tuệ bình đẳng cho nên mới thấy được cái gì là chúng sanh cần. Đức Phật dạy đối với phải thực hành từ bi. Hôm qua có câu hỏi làm sao để mình rải tâm từ là vậy đó. Ngày nào mình cũng rải. Cho nên thưa đại chúng là mỗi buổi chiều mình cúng cô hồn là một hình thức rải tâm từ. Nhưng mà rải tâm từ đến các loài mình không thấy. Theo Pháp Hòa nghĩ, chúng ta hay gọi họ là vô hình. Vô hình với ai?
với mình. Vì sao mình gọi họ vô hình? Tại mình không thấy. Tại mình không thấy thì mình gọi là vô hình chứ. Có, họ có, nhưng mình không thấy. Vì con mắt của mình nó limit, nó thấy nhưng mà thấy chừng mực thôi, nó không thể thấu suốt được. Nhưng mà thí dụ bước vô cái chỗ đó mà có con nít nó khóc ré lên. Tại sao nít nó khóc mà mình bình thường? Vì nó feel, nó cảm được. Tại sao nó thấy? Vì mắt nó chưa nhiễm ô. Con nít nó mắt nó chưa nhiễm ô. Còn mình giờ chừng 5-6 tuổi là mình hơi nhiễm ô rồi. Mình biết phân biệt rồi. Còn con nít con mắt nó tinh khiết. Hoặc là những cái chỗ ban đêm tại sao chó nó sủa? Tại vì có thể nó thấy. Cho nên vô hình là vô hình với mình. Thí dụ bây giờ quý vị nhìn đây đó, nó nói trời cái nhà này sạch quá đâu có bụi. Nhưng mà thật sự có không? Nếu mà chỉ cần một ánh nắng rọi vào thì mình sẽ thấy những cơn bụi lăn tăn. Như vậy trong cái không này mình nói không, mà thật sự là có không? Vậy thì Bát Nhã Tâm Kinh nói đâu có sai. Không tức thị sắc, sắc tức thị không. Trong không nó có sắc, phải không? Trong sắc này nó có không. Vì thấy hoa đồ mình gọi vậy chứ nó thủy chung nó là từ những cái hạt nước rồi đất rồi nó lên vậy thôi. Rồi bây giờ nếu mà nó có thì nó đâu, cái này có đây nhưng mà tạm có chứ không thật có. Vì nó không thật có cho nên gọi nó là không. Mà không này là không thật có, not real, chứ không phải là nothing. Cái này có nhưng mà không thật có. Vì nó sẽ héo, nó sẽ hư. Con người mình có không? Nhưng mà thật có không? Không. Chỉ là do đất nước gió lửa hợp thành. Rồi mỗi ngày phải mượn. Nếu nói cho cùng là thân này là thân vay mượn. Hồi nãy mượn mấy chén cơm, mấy chén canh. Rồi từ hồi ăn tới giờ có trả miếng nào chưa? Mượn trả mỗi ngày. Khát nước mượn một ly nước, lát sau trả. Rồi á, mình cầm một ly nước đầy, uống vô hai ngụm nước thì trong ly này nó vơi, phải không? Nó gọi là giảm. Nó giảm đây mà nó tăng đâu? Tăng trong bụng. Rợn lát cái nó giảm ở bụng, nó tăng ở ngoài cống. Bất tăng bất giảm. Xúc muỗng đất ở chỗ này đắp qua chỗ kia, giảm chỗ này mà tăng chỗ khác. Bất tăng bất giảm. Con người mình thấy bình thường là thấy có tăng có giảm. Nhưng với người có trí tuệ là chẳng tăng chẳng giảm gì cả, mà cũng chẳng sạch chẳng dơ gì cả. Đây cái ly này nè, bây giờ chưa ai uống thì mình gọi là sạch. Nhưng mà một người nào đó cầm bố uống rồi đâu có dơ gì, mà mình vẫn mệnh danh đó là ly dơ. Rồi đem đi rửa, rửa xong cái lại kêu sạch. Rồi cái nước mà mình dội ra ngoài ngoài cái cống rãnh của city này nè, họ đưa về một cái nguồn, rồi họ lọc bao nhiêu lần, họ nguồn đi vô lại trong city mình uống, cái giờ mở ra cái kêu sạch. Nhưng mà cái sạch này từ đâu ra? Từ bao nhiêu cái lọc. Rồi bây giờ nếu như mà lấy một cái kính hiển vi mà rọi vô nữa thì nước này nó có vi trùng. Bất tăng, bất giảm, bất cấu, bất tịnh. Bây giờ cái thân của mình Chị Pháp Hoài mới nói thân này mượn mà. Đất, nước, gió, lửa, mỗi ngày mình mượn. Hít vô là mượn, thở ra là trả. Hít vô là mượn, thở ra là trả. Cho nên có một câu hỏi: thế nào là mạng sống? Trả lời: sự vay mượn liên tục. Thế nào là mạng sống? Sự vay mượn liên tục. Bây giờ quý vị nghĩ có phải là mình vay mượn liên tục không? Từ sáng tới tối. Sáng nghe mượn chén cháo, rồi trả. Trả xong cái đói, cái trưa mượn chén cơm, trả. Đó là chưa mượn lặt vặt nha. Đó, sự vay mượn đó là mình nói về ăn thôi. Còn hơi thở của mình là liên tục vay trả. Hít thở, hít thở. Một ngày nào đó mà nó không có cho mình trả nữa, nó không cho mình mượn nữa, thì mình đi thôi. Đó.
Thí dụ bây giờ mình thích vô cái nó nói thôi không có cho mượn nữa, trả đây tôi, rồi là mình xong. Cho nên trăm năm trong cõi người ta, ai ai cũng phải thở ra hít vào. Trăm năm trong cõi nước nào, người ta cũng phải hít vào thở ra. Xa như ở nước Canada, người ta cũng phải thở ra hít vào. Múc tí tè như ở nước Tàu, người ta cũng phải hít vào thở ra. Gần gần như chúng mình, chúng ta thì ta đây cũng phải thở ra hít vào. Quý vị cứ làm thơ lục bát đi. lầu hoài với một bài thơ đó đi. Thế nào là mạng sống? Sự vay mượn liên tục. Đức Phật dạy trong kinh á, người có tâm từ, có tình thương á, có 11 cái lợi ích. Thứ nhất á, là người đó ăn ngon, ngủ ngon. Đúng không? Lòng mình không có ghét ai hết thì ngủ ngon à. Mà mình không có ghét ai thì mình ăn cũng thoải mái nữa. Mình bực người nào đó. Có nhiều khi Pháp Hòa ví dụ là mình thấy rõ nè. Tôi thấy nó của tôi nò. Rồi chưa nói cái người mà còn bệnh mà tôi thấy tôi mắc ói. Đó. Thì rõ ràng trong cuộc sống của mình là mình ghét một người nào là tự nhiên tâm can mình nó tùm lum chuyện hết đó. Cho nên mình ăn ngon, ngủ ngon và thức dậy là tươi tỉnh. Không có thấy những cái giấc mơ xấu. Được mọi người thương mến. Tại vì mình luôn luôn ứng xử với mọi người bằng tâm từ. Tâm người ấy có thể tập trung rất nhanh. Chư thiên thường bảo vệ vị này. Chư thiên là thiện thần, nói chung. Nếu mình có ra đi, cũng ra đi trong thanh thản. Tại lòng mình không còn thương ghét. Đó là hai việc. Cho nên đến cõi ta bà, một là phải chuẩn bị tâm lý, đừng bị tăng giảm theo khen chê. Hai là cõi ta bà phải có lòng từ bi. Tại sao? Tại vì con người cõi này không đơn giản. Con người ta bà không đơn giản. Nội cái chuyện nói chuyện thôi là nói đường lạm nẻo. Trước về nói dày, sau nói khác. Thương nói khác, ghét nói khác. Yêu nói khác, hận nói khác. Phải không? Thích nói khác, không thích nói khác. Mà chẳng những vậy á, nếu mà bình đẳng mà sòng phẳng á, là đứa nào chọc mình giận đứa đó thôi. Nhưng mà con người mình ít khi nào sòng phẳng kiểu đó lắm. Tại vì tôi luôn luôn tâm niệm á, ghét nó rồi thì ghét cả đường đi. Và tôi rộng rãi hơn, tôi ghét cả tôn ti họ hàng nữa luôn. Tôi rộng vậy thôi chứ muốn gì đâu. Đâu phải tôi ghét mình nó không đâu. Tôi ghét luôn cả họ hàng nữa đó chứ. Phải không nè? Rồi ông vua mà ông giận lên rồi, ông giận một cái người khi quân, gọi là khinh khi ổng, phạm tội với ổng. Ổng tru di luôn cả tam tộc gì? Cửu tộc. Quý vị thấy không? Rồi một ông vua kia, ổng có một cái người làm mỗi ngày trung thành với ổng. Rồi mẹ đau chân, những lúc mà vua xong việc rồi không cần phải đi xe nữa, ông có thỉnh thoảng lén lấy xe của vua chở mẹ đi công việc. Người ta mét với ổng, người ta nói rằng cái người tính xe cho vua khi quân dám lấy xe của ngài chở thường dân. Ông nghe như vậy, đem ra chém đầu. Bao nhiêu người khuyên không được. Thì có một ông quan kia, ông bước ra. Bẩm hoàng thượng, cái gã này thật đáng chết. Vì tội tội khi quân. Bà đáng chết hơn nữa là chết mà còn để cho vua mang tiếng. Vì sự hiếu thảo mà khi quân. Ngưng, đừng chém nó nữa. Để không thôi trẫm mang tiếng. Ông quan này ông có cái gì? Có trí. Biết can vua. Nhưng mà can đánh đúng ngay cái điểm là người ta thích thổi phồng con người mình. Nó đáng chết hơn là nó chết mà để vua phải mang tiếng. Vì sợ mang tiếng, tha cho nó đi.
Hồi nãy mang tiếng là mình dễ dãi để người làm. Khi mình bây giờ tha, quý vị thấy không? Rắc rối không? Đó. Cho nên chúng sanh cõi này không đơn giản chút nào. Cái ăn nó cũng đâu có đơn giản đâu. Nó có cái đầu tóc thôi à, mà mai nó tọ đỏ, mốt nó đen, chiều nó tím, phải không? Mà nó bạc thì cũng là tóc bạc, đen cũng là tóc đen, mà nó ngộ cái là sợ người ta kêu tóc bạc phải đi nhuộm, thí dụ vậy. Không có tội nha, nói vậy không phải để chỉ trích nó tội lỗi, nhưng mà nói cái rắc rối của mình thôi. Màu trắng cũng là màu, màu đen cũng là màu, mà mình cứ sợ màu trắng. Sợ màu trắng ta nói vì sao? Già. Và già cũng là một tiếng, trẻ cũng là một tiếng, nhưng mà hình như mình thích chữ trẻ hơn chữ già. Mình thích chữ đẹp hơn chữ xấu, vì mình không thể bình, không quân bình được hai chữ đó. Mình cứ chạy theo một chữ cho nên mình luôn luôn khổ đau. Thí dụ mình, cái chuyện mình đã từng nghèo, bây giờ mình giàu. Mình đã từng giàu thì bây giờ mình nghèo đến chi? Để mình thấu hiểu được cái tùy chuyển của thế gian, cái giàu nghèo của thế gian. Biết đâu chừng mình giàu hôm nay mình nghèo, để mình hiểu được cái nỗi nghèo, lòng từ bi mình có thể tăng lên. Nhưng đằng này lỡ giàu rồi mang tiếng nghèo không chịu. Cho nên bây giờ để người ta khen mình giàu, đi mượn tiền nóng tiếp, để vẫn giữ cái chữ giàu đó của mình, rốt cuộc mình bị người ta tìm thanh toán, đòi nợ vân vân, thì cái này nó rắc rối tới cái kia. Cho nên chúng sanh cõi này không hề đơn giản, mà tự mình cũng không đơn giản nữa. Mình không có đơn giản luôn. Mình có cái đó nhưng mình thấy người có khác có hơn. Thậm chí chết rồi cũng không đơn giản. Để xuống đất rã ra giống nhau, nhưng mà quan trọng trên này nè, cái nắm đất trên này nè. Cho nên thấy cái chỗ kia mà cái mộ đẹp hơn thì phải đập phá cái mộ của người thân mình để xây cho đẹp hơn nữa. Cũng chỉ để gọi là cái mồ thôi, không có tội lỗi gì cả. Chỉ phân tích để chúng ta thấy rằng tại sao cái cõi này Đức Phật Thích Ca chọn nó. Cái Phật nào, Phật Di Đà chọn Tịnh Độ, Cực Lạc phương Tây, sung sướng thấy mồ luôn. Cõi đó chúng sanh không có rắc rối gì hết trơn, không có xử. Cõi phương Đông Tịnh Độ của Phật Dược Sư cũng không có chuyện xử lý hàng ngày. Chỉ có cõi này từ sáng tới tối nó rắc rối vô cùng. Bản thân con người cũng rắc rối. Nó có cái mặt nó cũng rắc rối, nó có cái tóc nó rắc rối, nó có cái móng tay nó rắc rối. Cho nên cuối cùng từ cái tóc cho xuống tới cái móng chân, không có chỗ nào mà nó không tốn tiền nữa. Chỗ nào cũng tốn tiền hết. Thầy đi tu cạo đầu cho sạch, còn mình còn tóc sợ nó rụng. Phải kiếm cái shampoo gì gọi để nó đừng rụng, vân vân. Cho nên Đức Phật Thích Ca chọn Ta Bà. Nhưng mà đối với Đức Phật Thích Ca thì Ta Bà chính là Tịnh Độ của Ngài. Vì sao? Vì cái gì là đối tượng để chúng ta chuyển hóa, cái đó là Tịnh Độ của mình. Ví dụ như bây giờ mình đang gặp phải một cái cơn phiền não nào đó, thì nhớ rằng phiền não này, giây phút này chính là Tịnh Độ của mình. Tại vì giây phút này mình cần chuyển hóa cái chỗ này, cái uế độ này, cái phiền não này mình phải cần chuyển nó như thế nào để cho nó hết rắc rối. Phong Hòa ví dụ, bây giờ bạn mình với mình hiểu lầm, đang có những cái xích mích, thậm chí đưa đến chuyện thư gửi luôn, thí dụ vậy đi. Thì bây giờ trong cái đời sống này, mỗi ngày của mình, cái chỗ nào là quan trọng nhất của mình đây? Chính là giải quyết cái khó khăn này với người bạn. Giải quyết như thế nào để cái rắc rối này nó hết? Vậy thì từ cái rắc rối cho đến khi nó hết rắc rối, có phải là chuyển hóa từ phiền não đến bồ đề không? Có phải là từ uế độ tới tịnh độ không? Đó là đối tượng.
Bây giờ mình mua một căn nhà cũ, mình muốn dọn vô ở, mà bây giờ cái nhà nó quá cũ dơ. Bây giờ cái đối tượng của mình làm gì bây giờ đây? Là phải sửa sang căn nhà này từ một căn nhà lụp xụp dơ bẩn để trở thành một căn nhà sạch sẽ gọn gàng để chúng ta có thể vào đó ở. Vậy thì giây phút đó chúng ta đang làm một công việc là chuyển hóa, chuyển một căn nhà dơ bẩn sụp đổ thành một căn nhà tốt đẹp. Mỗi hai chúng ta đều có cái đối tượng để chuyển hóa hết. Cho nên đừng có ghét bỏ cái đó, chính cái đó là giúp cho chúng ta chuyển hóa. Vì vậy mà Ngài Tăng Sáng, Ngài cũng dạy mình vậy đó. Dục thú nhất thừa, bất ố lục trần. Nếu mà mình có muốn đưa cái tâm trí mình tới cái chỗ đại thừa cao tột, đừng có ghét sáu trần, sáu cảnh. Khi nào mà sáu cảnh, sáu trần mình không ghét thì chừng đó mình mới có thể thành chánh giác được. Tại vì sao? Tu mà còn một niệm ghét, sao tu? Mà phải thấy đó vẫn là đối tượng để mình chuyển hóa. Cho nên mình gặp một cái người nào mà làm rắc rối cho mình thì đừng ghét họ, mà phải thấy họ chính là bây giờ họ là một chúng sanh, một đối tượng quan trọng nhất để mình chuyển hóa. Đến khi nào họ không còn trong lòng mình với hai một chữ ghét nữa, chừng đó mình đã thành quả Bồ Đề. Hiểu ý chỗ đó không? Cho nên tịnh độ á, mới dạy mình á, người nào muốn vãng sanh về cõi tịnh độ, người nào muốn vãng sanh về cõi tịnh độ, còn một mảy may phiền não cũng không được. Tại vì đã nói là tịnh độ là chỗ pure, chỗ sạch. Mà mình còn một cái chút ghét là chưa thể về. Cũng giống như mình có 99 cents, mình có 99 cents, chỉ còn thiếu 1 cent nữa thôi để cáp vô gọi là 1 đồng. Bây giờ nó tôi không có 1 cent, tôi có 1 đồng ráp vô được không? Không, anh ráp vô nó thành đồng chính thôi. Phải 1 cent thôi. Chỉ cần 1 cent nữa vô là thành 1 đồng. Cho nên ở cõi đó một chút cũng không về. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ tu tập chứ không phải là lý thuyết. Thí dụ á, mình có một cái bệnh buồn ngủ khi ngồi thiền tụng kinh, thì tự thân mình biết cái đối tượng mà bây giờ mình làm sao mình cần giải quyết nó chính là cái chướng khí hôn trầm của mình đây. Phải ráng sám hối như thế nào, phải tạo phương tiện như thế nào để chúng ta giảm đi cái sự buồn ngủ đó. Thí dụ trước khi đi tụng kinh không ăn no, khi đi tụng kinh ngồi thiền không mặc đồ quá chật, mình mặc quần jean có dây nịt, những chiếc áo thun bó khó ngồi lắm, cho nên mình phải tạo một phương tiện giúp cho mình đỡ buồn ngủ. Rồi thứ nữa đó, nếu tốt nữa, có thời gian nữa, tranh thủ trước khi đi tụng kinh nhắm mắt thiếp 5-7 phút, 10 phút để nó tinh thần mình nó nhẹ nhàng. Cái đó nó kêu là gì? Power nap. Một giấc ngủ rất là có năng lực, 10 phút thôi mà lấy lại năng lượng cho cả ngày. Thì mình phải trang bị một chút gì đó để chuyển hóa cái bệnh hôn trầm của mình. Mỗi người chúng ta đều có một chúng sanh để độ cả, nghĩa là một đối tượng đang uế, đang trượt để chúng ta chuyển. Chút nữa nếu mà có thời gian là mình tối nay là mình học đến cái chỗ gọi là Phật dạy về ngủ trượt nữa. Như chị vậy thì cái bổn phận của người tu là gì? Bổn phận của người tu là chuyển uế thành tịnh, chuyển trượt thành thanh, thế thôi. Nếu mà không có gì phiền não hết lấy gì tu? Cho nên tu không phải để hết khổ, vì hết khổ lấy gì tu? Vì mỗi ngày mình tu là mình làm gì? Vì mình nhận diện ra mình còn rắc rối cái gì thì cái đó phải sửa. Cũng giống như á, trước khi mà người chính phủ cấp giấy phép mà cho mình được sử dụng cái nhà của mình, họ sẽ cho người xuống inspect, đúng không? Inspect hết cái nào làm đúng tiêu chuẩn pass, cái nào không làm đúng tiêu chuẩn fail. Thì họ có hai cái sticker, hai cái dán. Hễ cái nào mà pass họ dán một màu, cái nào fail họ dán một màu. Rồi bây giờ anh muốn ở cái nhà này không? Những cái nào tôi điểm nó fail, anh ráng sửa nó đi. Ổ điện này không đúng nè,
cái cửa kia không đúng nè, cái kia không đúng, làm đúng hết, tự nhiên nhà này được ở. Mình cũng y thôi à, mình cũng y vậy đó. Mỗi ngày mình tu sửa, tức là mình nhận ra cái gì phải cần sửa. Tại vì mình mệnh danh là người tu, mà nếu ngày nó hỏi làm gì bữa nay, không có làm gì hết, nghĩa là anh vô đây làm gì? Trong hãng phải có việc anh mới vô, anh mới có tiền. Hãng không có việc gì hết, người ta cho anh ở nhà cắt bớt giờ là giờ làm. Như vậy hãng có việc làm, hãng kêu mình vô làm. 10 người tu cũng thế, người tu mình cũng thế. Mỗi ngày mình có một cái gì còn chưa chuyển thì mình chuyển nó. Vậy thì quá trình tu tập vẫn còn, sự tu tập mình vẫn còn. Cái này là cái mà chúng ta cần phải suy nghĩ sâu sắc, để chúng ta thấy rằng nó thiết thực, chứ không phải là một cái gì lý thuyết. Vì mỗi ngày ai mà không có rắc rối đó. Bây giờ ví dụ mình có một đứa con 15 tuổi đang trên đà không nghe lời mình, vậy thì đứa con này chính là đối tượng mình phải work với nó mỗi ngày, mình phải quan tâm với nó mỗi ngày. Và mình phải làm sao để mà mình với nó có một cái sự liên hệ tốt hơn mỗi ngày. Đến khi nào mình với con mình không còn khổ đau khó khăn nữa, mình mới có thể yên lòng mà ngủ, chứ không phải bình thường. Như vậy mỗi ngày bản thân mình cũng có rắc rối, tự nội tâm mình để chuyển hóa. Và bên ngoài mình vẫn có những con người, mỗi cái việc gì chúng ta phải giải quyết. Vậy tu đâu có rảnh. Tôi đâu có rảnh. Mà tôi là bận rộn. Mà bận rộn trong cái gì? Bận rộn trong cái hạnh phúc, là vì mình đang làm những công việc mà chúng ta sẽ được. Giống như đi làm bận rộn nhưng mà sẽ có tiền. Tiệm nào đông khách nghĩa là đắt, tiệm nào rảnh rỗi tiệm đó ế, phải không? Mà tiệm nào mà không có khách nghĩa là ế. Mà ế là sẽ có một ngày lúc đầu gọi là tưng bừng khai trương, nhưng rồi âm thầm đóng cửa. Mình cũng vậy đó. Nhiều khi tưng bừng làm một cái việc gì dữ lắm, nhưng mà cuối cùng mình không thành công. Đó là hai việc ha. Đối với khen chê không lên xuống, phải có tâm từ bi. Chị Pháp Hòa giải thích thêm, nói sơ sơ tâm từ bi mà mình không biết cái tâm từ bi này mình phải thực hiện như thế nào. Vì sao mà phải có tâm? Vì chúng sanh này không hề đơn giản. Và chính nó không đơn giản cho nên mình phải thương. Giống như con mình thôi à. Bây giờ nó đang ở trong cái tuổi nghe là không nghe lời, cãi bướng, không bỏ nó được. Tại nó là con mình. Mà bây giờ phải đang đi tìm mọi phương pháp để cứu giúp. Điều thứ ba, bình đẳng giáo hóa cho những hạng chúng sanh thượng trung hạ. Thượng trung hạ là gì? Đây là nói về căn cơ trình độ. Có những người trình độ cao gọi là thượng, thượng căn. Có những người trình độ trung bình gọi là trung căn. Có những người trình độ thấp thì gọi là hạ căn. Nhưng mà đã có cái lòng từ bi bình đẳng á, thì thượng trung hạ chúng ta đều phải bình đẳng giáo hóa. Ở trong đạo tu á, đối với các vị xuất gia đó, cũng có thượng trung hạ vậy đó. Thượng là những bậc hòa thượng, trung là các hàng thượng tọa, hạ là các bậc đại đức, hay là những cái người mà sa di rồi đó, hay là cư sĩ vậy đó. Tất cả đều là những cái nói như vậy để làm gì? Để chúng ta có lòng kính trọng. Còn ở đây là nói chuyện căn cơ. Mà đã là căn cơ chúng sanh thì mỗi người mỗi cái trình độ khác nhau. Tại sao chúng ta gọi là kinh? Chữ kinh á, là mình nói tắt, nói gọn, nói cho đủ chữ, chúng ta phải nói là khế kinh. Chữ khế này là khế hợp. Khế hợp với chân lý gọi là khế lý. Khế hợp với căn cơ gọi là khế cơ. Mà kinh là lời Phật dạy. Mà lời Phật dạy thì phải là khế lý, gọi là hợp với lý lẽ, chân lý. Và đồng thời cũng phải hợp với căn cơ. Cho nên chữ kinh nói một chữ là nói tắt,
nói cho đủ là khế kinh. Vì chữ khế này nó phải dung được hai phần, khế lý, khế cơ. Bất cứ lời Phật dạy đều phù hợp cho căn cơ và đạo lý, chân lý, lẽ thật, mới gọi là khế kinh. Một bài kinh tụng ra, thượng căn nhận khác, trung căn nhận khác, hạ căn nhận khác, mà căn nào cũng lợi ích. Như một trận mưa rơi xuống, cây lớn thì hút nước lớn, cây vừa vừa thì lấy nước vừa vừa, mà hạt cỏ, ngọn cỏ nó rút nước ít, vì nó là nhỏ thì nó lấy nước ít. Nhưng mưa có phân biệt không? Không. Mưa thì mưa bình đẳng, mưa là mưa bình đẳng, nhưng tùy, phải không? Tùy. Hễ ai là cây to, cây dừa và cây thấp, cây bé thì lấy nước khác nhau. Ánh sáng mặt trời soi rọi xuống không hề phân biệt, nhưng mà hễ chỗ nào bị che thì chỗ đó ánh sáng không tới. Trí tuệ của Phật soi xuống cho chúng sanh cũng như vậy. Nhưng người nào vô minh che ngăn, không tiếp nhận ánh sáng đó thì sống trong bóng tối thôi, chứ đâu có phân biệt. Mưa cũng thế mà nắng cũng thế. Ánh sáng rọi xuống mà như một ánh nắng rọi xuống thôi. Mà hễ chỗ nào che thì chỗ đó không có ánh nắng tới. Mà che ít thì nữa là tối ít, mà che to thì tối to, vậy thôi. Cho nên mình phải bình đẳng giáo hóa những hạng căn cơ đó. Chữ bình đẳng là gì? Không phân biệt, như phóng vào ví dụ mưa và nắng. Tình thương của cha mẹ cho các người con có đồng không? Bình đẳng đó. Nhưng mà có một cái điều là hễ đứa con nào nó nghèo khổ hơn, nó khó khăn hơn, thì mình lại cho nó nhiều hơn. Cho chữ nhiều đây không nghĩa là mình che, mình không cho đứa kia. Bình đẳng mà, nhưng tùy đứa nào nó khổ thì mình giúp nhiều. Một cái đứa nó có một đứa con, mình giúp nó 10 năm. Mà giờ nó tới hai đứa con thì phải giúp nó tới 20 năm. Tại vì nó tới hai đứa con. Thí dụ vậy đó. Tức là đứa nào con nhiều thì buộc lòng, bây giờ bình đẳng mà. Con là mình, cháu thì mình giữ. Nhưng mà đứa nào một đứa thì mình giữ theo một đứa. Đứa nào hai ba đứa mình giữ theo hai ba đứa. Rồi bây giờ có một cái chuyện đó là khi mình giữ đứa con đầu á, thì lúc đó mình còn khỏe, mình bao luôn chuyện nấu ăn. Tới đứa út mà nó mình phải giữ là mình hết xíu quách rồi. Giờ chỉ giữ mà hết nấu ăn nổi, cái nói hồi sao má, rồi đó má nấu mà giờ má không nấu. Mình nói sao? Con ơi, con phải bình đẳng tuổi tác chứ. Hồi đó má nấu là tại vì cái đứa lớn, đứa đầu, đứa chị, đứa anh của con, mà lúc đó má còn khỏe. Bây giờ cái đứa út mình nó sanh á thì má cũng là già theo cái tuổi rồi. Giờ giữ con cho con là con mừng rồi đó. Con đỡ tốn tiền đây khe rồi đó. Đó, quý vị thấy không? Thành ra cũng là một tình thương thôi, nhưng mà mỗi lúc nó mỗi khác. Vậy thì bình đẳng là như thế, vì căn cơ mà nói khác. Cũng một cái bài giảng đó, nhưng mà nói với người lớn nói khác, nói với trẻ em nói khác. Pháp Hòa giảng Tứ Diệu Đế, nhưng mà Tứ Diệu Đế vô mình giảng cho mấy đứa con nít là nói khác dữ lắm. Nó rất là chuyện rất bình thường, rất căn cơ của một đứa nhỏ. Thành thử ra cái sự giáo hóa quan trọng là chúng ta biết được cái căn cơ trình độ của mọi người. Ví dụ bây giờ một cái người đó họ mới sơ cơ học đạo, kêu họ vô giảng Bát Nhã cho họ nghe, giảng Niết Bàn, giảng Pháp Hoa, mình có nói trật chân lý không? Không. Nhưng mà mình nói đúng cơ không? Không. Mà trật cơ thì là trật lý. Trật cơ là trật lý rồi. Chân lý là giúp cho anh thấy rõ căn cơ và chân lý. Mà lý mà trật thì cơ mà trật, lý cũng trật luôn. Cho nên kinh được đổi đủ chữ là khế kinh. Và nói về khế thì khế lý và khế cơ, gọi là bình đẳng giáo hóa chúng sanh. Thứ bốn, ai khinh hay cung kính đều nhất tâm hồi hướng cho họ. Tại sao
cái người mà cung kính mình đó, thì mình hồi hướng đã đành đi. Mà giờ cái người không cung kính mình cũng hồi hướng cho họ làm sao? Nói đơn giản nè, một người họ không thích mình, xin lỗi, bây giờ một người thương mình, họ ủng hộ mình, là chuyện đương nhiên, là chuyện bình thường phải không? Rồi, nhưng nếu một người không thương mình thì họ sẽ làm gì? Họ phá mình hay là họ phụ mình? Họ phá hay họ phụ? Phá. Cho nên mình đổ cho họ tu được á, để họ giảm cái tâm phá đi thì mình cũng sao? Đỡ khổ. Pháp Hòa hay nói vậy đó. Bây giờ nó không thích tôi mà tại sao tôi phải thế này thế đó? Pháp Hòa mới hỏi, bây giờ chú muốn người đó phá chú hay muốn phụ chú? Mình muốn người ta phụ mình thì đừng gieo thù chú quán nữa. Người ta có quán thù mình là phần của người ta 50%, nhưng nếu mình quán thù lại là mình sẽ làm cho chuyện này thành 100%. Còn nếu mà họ quán mình không có, mình cố gắng, mình năn nỉ, mình nhỏ nhẹ, mình đang làm giảm. Vậy mình mới tụng cái bài giải kết, giải kết, giải oan kết, chứ Tết nào cũng đọc mà. Giải liễu tiền sanh oan trái nghiệp. Ai nhớ cái bài đó không? Giải kết, giải kết, giải oan kết, nghiệp chướng bao đời đều giải hết. Rửa sạch lòng trần phát tâm thành kính, nay đối Phật đài cầu xin giải kết. Dược sư Phật, dược sư Phật, tiêu tai duyên thọ dược sư Phật, tùy tâm mãn nguyện dược sư Phật. Thầy thuốc, thầy thuốc, mà người ta đưa anh thuốc độc, anh cũng đem luôn hai chai thuốc độc, không được. Người ta là thuốc độc thì mình phải là linh dược. Người ta là độc dược thì mình phải là linh dược. Còn người ta mà độc dược mà mình cũng độc dược nữa thì hai người vô độc đắc. Cho nên cái chỗ quá giải là cái chỗ đó. Cái chỗ quá giải là cái chỗ đó. Mà nó là thật chứ không phải là mình nói chuyện mê tín, cái chuyện gọi là không có đâu. Và bây giờ quý vị cứ đối với một người mà họ hay hiềm khích với mình đi, rồi mình đừng bao giờ hiềm khích với họ. Lúc nào mình cũng tìm mọi cách nhỏ nhẹ với họ. Họ có cỡ nào đi nữa rồi họ cũng phải mềm. Hồi hướng có bốn cách. Chữ hồi là quay lại mình, chữ hướng là hướng về người ta. Như vậy trước khi hướng phải làm gì? Phải hồi. Như hôm qua Pháp Hòa ví dụ đó, trước khi mời người ta ăn cơm phải vô coi còn cơm không chứ. Khách tới nhà, chị ngồi đây ăn với em, vô hết cơm. Khổ không? À, cho nên cái ông kia, ổng mời bạn ổng ăn cơm mà ổng quên nhìn cái nồi. Anh ngồi ăn với tôi lấy thảo anh. Gặp ông bạn mà anh mời thì tôi ăn. Ăn xong cái ông bạn ông chủ á, ông mời, ông muốn nói với ông bạn biết á, là nhà tôi hết cơm rồi. Hồi nãy tôi mời anh vậy thôi. Thì cái ông mà ăn hết cơm á, ông cũng muốn ăn cơm thêm mà ông biết làm sao, không thấy ông này nói gì hết trơn á. Cái ông nghĩ ra cách. Anh biết không, hồi nãy trên đường tới nhà anh á, tôi thấy cái tiệm nó bán cam, trời nó rẻ mà trái nào trái nấy nó bự như cái chén này nè. Chẳng đưa chén không ra, để ông xô cho cái ông chủ biết là tôi hết cơm rồi, mời tôi ăn. Trời cam nó rẻ mà trái nào trái nấy nó to như cái chén này nè, đưa chén không. Ông chủ ông nói trời ơi, cam anh bạn thua gì, ở cuối đường nhà tôi nè, cái tiệm nó bán cam mà trái nào trái nấy nó bự như cái nồi này nè. Nồi đó nồi gì? Nồi không. Đó là vừa hướng mà quên hồi đó nha. Rồi để rắc rối nghĩ ra cách đúng không? Hồi hướng nó có bốn cách. Một, hồi tiểu hướng đại. Hồi cái nhỏ nhưng mà hướng về cái lớn. Ví dụ khi gặp một sự rắc rối trong gia đình, trong xã hội, trong tiệm, trong chỗ làm,
chuyện gì nó xảy ra, khách khứa đang tùm lum, hai bà giận với nhau chửi lộn. Hồi lại đi, mình là cái gì mà gây ra rồi tiệm mình có khách nữa không? Phải thấy cái lớn mà dẹp đi cái nhỏ. Cái ngã của mình là cái nhỏ, cái tiệm làm ăn của mình mới là cái lớn. Cái này gọi là hồi tiểu hướng đại. Quay lại nhìn mình nhỏ xíu à. Cho nên ai hỏi Pháp Hòa chuyện gì, nói dạ xin thầy cho ý kiến. Pháp Hòa nói dạ em sẽ góp ý. Và các anh chị nhớ, ý của em là ý của một con kiến, cho nên kêu ý kiến. Nếu mình nói tôi góp ý kiến mà người ta không làm theo là ý này ý con bò. Ý của một con kiến thôi. Đó là mình sống để mình mòn cái ngã của mình đó. Mà mình tu càng lâu, mình sống càng lâu, cũng như chiếc máy bay nó bay trên cao, bay càng cao máy bay phải càng nhỏ. Tu càng cao mà ngã càng lớn là trật rồi. Mình tu càng lâu mà người ta gọi mình tới cái chức gì đó thì cái ngã mình phải nhỏ xuống. Thí dụ mình làm sếp mà người ta kêu mình cu ly cũng không sao hết, tại vì mình cũng đã từng là cu ly. Bây giờ họ gặp mình mà họ gọi mình, họ kêu mình bằng bác, hay là lỡ họ gặp mà già mà kêu bằng anh, mình đã từng làm anh. Bữa nay họ gọi lại cái tên cũ của mình thôi. Cái đó gọi là hồi tiểu hướng đại. Không biết là quý vị có từng sống cái kiểu gì không? Hai vợ chồng mà đang có xích mích gây gỗ, khách tới nhà một cái là chuyển hướng liền. Vì sao? Vì mình biết cái đại thể. Chuyện gì của gia đình mình là chuyện gia đình mình, khách tới nhà mình phải lo tiếp rước. Không vì cái chuyện có khách mà mình, không vì cái chuyện giận tức giữa hai vợ chồng mà làm cho khách khó chịu. Cái đó gọi là hồi tiểu hướng đại. Con mình nó dẫn bạn về nhà, có những người bạn mình không ưa, nhưng đừng làm mất mặt nó trước mặt bạn nó. Cứ nhẹ nhàng tiếp đãi. Nó đi về hết rồi kêu nó lại dạy. Mình làm mất mặt con mình trước mặt bạn nó là một cái thất bại, và không bao giờ nó kính nể mình nữa. Và đồng thời nếu như mình làm, mình mắng chửi những người bạn đó, họ hận thù với mình, họ sẽ lôi kéo con mình vào con đường xa lầy nhiều hơn, vì họ để trả cái thù cho mình. Đó là gì? Không nên. Nói theo thế gian là dạy. Chờ cái đó hồi hướng không phải chỉ tụng xong thời kinh rồi con nguyện đang đúng, cái đó đúng. Nhưng ở đây phân tích để chúng ta đem cái hồi hướng nó ứng dụng trong cuộc sống của mình, chứ không phải nó nằm trong cái thời kinh, mà nó nằm trong cái đời sống của chúng ta. Để làm sao hai chữ hồi hướng này nó thật sự nó đi vào trong cuộc sống của mình. Một cái đại lễ Phật Đản Vu Lan vậy đó, mà cái vị trụ trì giận tức ai la lên thì cái này là quên hồi tiểu hướng đại rồi. Và người ta sẽ nói hoài, trời ơi đừng có đụng với thầy trụ trì đó nghe, ông dữ lắm đó, nóng lắm đó. Trời ơi nóng con buổi mà nó 10 năm sau nó cũng nhắc. Vậy cái ngọn lửa này nó cháy hoài, cháy không hết. Quý vị hiểu được chiều đó ha? Hồi sáng Pháp Hòa dạy mấy em nhỏ đó, tại làm sao mà khi con nít nó làm toán, nó viết bài, chúng ta đưa nó cái viết chì? Tại vì nó có thể nó viết sai và làm trật, và mình cho nó cơ hội làm gì? Gom bôi để viết lại. Nhưng khi một mình là người lớn rồi, mình một viết một lá thư, mình viết một cái văn bản, cho mình xài bút chì nữa không? Xài bút mực. Và vì bút mực rất khó tẩy, khó sửa, cho nên mỗi cái viết của mình phải sao? Cẩn thận. Con nít người ta có thể tha thứ, một khi mình đã thành người lớn thì rất dễ thứ tha, rất khó thứ tha. Cho nên giữa cái bút chì và cái bút mực là nó vậy thôi. Mình là một người, mình mới vô tu, mình là sai di, mình làm sai, không sao hết, được sự dạy dỗ. Nhưng lên tỳ kheo rồi không ai dám động nữa hết.
Cho nên mỗi hành xử, mỗi cất bước của mình nó như một cái nét mực. Và vì vậy cho nên người lớn mà cầm bút mực thì phải cầm cân nảy mực, nảy mực. Cái câu nói vậy đó. Mình phải cân nhắc trước khi mình viết lên. Còn không thì bút xa gà chết. Hồi đó, đó người ta muốn được chữ ký một ông quan phải hiến một con gà. Cho nên đem cái đơn mà lên ổng ký, bút ổng xa xuống là con gà nhà mình phải chết. Một chuyện phải không? Hồi tiểu hướng đại. Quý vị hiểu được chỗ đó không? Vậy thì bây giờ hồi hướng này nó ứng dụng trong cuộc sống được không? Được, rất thiết thực luôn. Rồi hai việc. Việc thứ hai nè, hồi nhân hướng quả. Muốn làm việc gì phải nhìn lại cái nhân mình làm và thấy được cái quả của nó, để trước khi nó hình thành, để chúng ta đừng tác nhân và tác quả. Trồng một cái cây đại thọ mà trồng sát vách, mai mốt rễ nó mọc lên, nó bắn vô trong cái nứt tường của mình, đi luôn vào trong cái hệ thống nước của mình, chừng đó còn khổ nữa. Cho nên trước khi nó hình thành một cái cây to, nó bắn rễ, mình phải biết nó là loại cây gì để chúng ta trồng. Cái đó là hồi nhân hướng quả. Hay nói cách khác là chúng ta hướng cái quả để nhìn lại cái nhân mình đang trồng là ở đâu và cái gì. Bất cứ việc gì mình làm đều có nhân quả cả. Người ta nói vậy nè, có công mài sắt có ngày nên kim, là một hình thức hồi nhân hướng quả đó. Còn mình hôm nay mình chịu mài sắt thì có ngày nó nên kim. Ai ơi hãy ở cho lành, kiếp này không được để dành kiếp sau. Má ơi đừng gả con xa, gả con qua Mỹ Canada được rồi. Hồi nhân hướng quả. Mình làm một cái việc gì, mình phải nhớ đến cái hậu quả, nhiều khi cho gia đình, cho con cái. Hồi nhỏ Pháp Hòa dạy mấy thầy á, mỗi thầy á, các con á là một cơ thể. Có thể một huynh nào là mắt, một huynh nào đó là tai, mũi, miệng. Nếu một bộ phận nào cơ thể bị hư là cơ thể đó khiếm khuyết. Tất cả các con là một cơ thể. Nếu một chú nào không hoàn hảo, nghĩa là cái đoàn thể này nó khiếm khuyết. Cho nên mình thí dụ bây giờ mình bỏ thời gian ra mình học kinh, mình tu thấy cực. Nhưng mà trong cái này là tu này là trước khổ sau vui. Bây giờ cực nhưng mà sau hạnh phúc. Tại vì kinh điển nó thấm nhập trong tâm mình. Và việc gì nó đến mình cũng có kinh điển ra để giúp mình tháo gỡ. Vậy thì mình nhớ kinh thì cực đó. Nhưng mà tới hồi có những cái lời kinh mà giúp cho mình sướng không? Đi làm thì cực đó, mà giờ hưởng. Bây giờ quý vị đi làm, quý vị đóng thuế, mai mốt quý vị được về hưu, ăn tiền già, tiền hưu. Hồi nhân hướng quả đó. Hai rồi phải không? Bây giờ thứ ba nè, hồi sự hướng lý. Hồi sự hướng lý là sao? Sự là việc, lý là chân lý. Việc gì mình làm là cái hình thức, nhưng phải nhớ phải chuyên chở được nội dung. Và việc làm đó mà mình làm được như vậy đó, mình có thể làm cho nó được viên mãn. Vì bất cứ việc gì mình làm, nó không phải là hình thức vô nghĩa. Pháp Hòa ví dụ như cái lễ Vu Lan, mình làm lễ cài hoa hồng. Cái hoa hồng đó là sự, để nó nói lên cái đạo lý là tình thương, nhớ tưởng. Rồi bây giờ hễ ai còn mẹ đó thì cài hoa đỏ, ai mất mẹ thì cài hoa trắng. Bây giờ mình đưa cái lý nó siêu hơn nữa đi.
Màu đỏ, màu trắng chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng với cái nhìn thấu đáo, sâu sắc bằng trí tuệ, bằng tuệ giác, dù mẹ mất hay còn, chỉ là hình tướng bên ngoài, nhưng mẹ mãi sống trong con. Cho nên bây giờ con không còn hình tướng là hoa trắng, hoa đỏ gì nữa hết. Tất cả mọi người đều cài một đóa hoa hồng giống nhau. Để nói lên cái gì? Mẹ vẫn mãi trong con. Còn mẹ có mất đi chỉ là mất cái hình tướng thôi. Trước sau gì mẹ cũng phải đi tới con đường này. Và bây giờ con đang làm mẹ đây, con cũng phải đi con đường này. Nhưng con muốn nói với con của con, một mai này mẹ không còn, nhưng mẹ sẽ mãi trong con. Cho nên mình đổi luôn đi, tất cả đều một hoa hồng hết. Xử lý nó viên mãn. Có một cái bài hát cải lương, dù mẹ không còn nhưng mẹ mãi trong con. Cái hoa này nó chỉ là cái màu thôi, màu trắng hay màu đỏ chỉ là cái màu, nhưng mà màu hoa hiếu đạo vẫn là hoa bất tử. Màu một cái sự hiếu thảo mới là màu hoa bất tử. Còn màu mình gắn trên áo này chỉ là biểu tượng, phải không? Vậy thì sự tổ chức lễ Vu Lan, nhưng phải nói cái gì trong cái lễ Vu Lan này để mỗi người Phật tử đi tham dự đại lễ về nhận được cái thông điệp của lễ Vu Lan. Xử lý như vậy thì mình vẫn hồi hướng đó chứ, nhưng mà hồi hướng bằng cách biết suy nghĩ cái sự, cái lý, cái làm việc gì của mình nó chuyên chở được cái gì. Để làm chi? Để không có rơi vào cái chuyện là chúng ta làm mà chúng ta không biết chúng ta đang làm gì. Mà làm mà không biết chúng ta làm gì thì người ta gọi mình là mê tín. Anh tin nhưng mà anh không biết thì gọi là mê. Đơn giản vậy thôi. Tin làm mà không biết là mê. Mà tin làm biết giải thích, dù nó chỉ là phương tiện hình thức, nhưng tôi giải thích được chỗ đó, gọi là chánh. Hồi nãy là hồi tiểu hướng đại, hồi gì nữa, hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý. Hồi tiểu hướng đại là cái thứ tư. À, hồi tiểu hướng đại phải không? Hồi gì nữa? Hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý. Đó là ba cái mà mình có thể ứng dụng. Rồi bây giờ cái cuối cùng nè, hồi tự hướng tha. Tự là tự mình, tha là người. Mình biết trách người ta mà mình quên xây lại trách mình. Như vậy mình sống mình cứ trách người ta, nói tại vì người thế này. Trách người một, trách ta mười. Bởi ta bạc trước nên người tệ sau. Cuộc sống á, anh có làm cái gì, người ta, anh có đối với người ta thế nào, người ta mới đáp lại như vậy. Thế anh chỉ một bề trách người mà không biết nhìn lại mình. Cho nên ngày mai này nè, Thái tử Sĩ Đạt Ta sẽ ra đời, và Thái tử sẽ đưa một ngón tay lên và đưa một ngón tay xuống. Nhưng mà đa phần chúng ta chỉ dùng ngón tay này để chúng ta làm giày thôi, nhưng mà chúng ta không bao giờ dùng ngón tay này để chúng ta làm giày hết. Và chúng ta cũng đừng quên rằng khi một ngón này nó đưa ra thì ba ngón kia nó đưa vô. Mình chỉ trích người ta một mà người ta chỉ trích mình tới ba lần, phải không? Cho nên trong Luận Ngữ có câu: mỗi khi bước ra đường phải luôn luôn tâm niệm 10 con mắt nhìn mình. 5 người thôi mà 10 mắt, vậy thì 10 người là bao nhiêu mắt? Mình thì bao nhiêu mắt? 2 con mắt thôi. Mình có 2 con mắt mà người mình nhìn lại mình tới 4 mắt lận. Cô kia cô nhìn Pháp Hòa tới 4 mắt lận, tại cô có mắt kiến nữa. Hiểu ý chỗ đó không? Đừng có lầm cái chỗ đó.
Đừng có lầm cái chỗ là mình chỉ thấy người ta mà mùa quên mình thấy người ta một, chứ người ta thấy mình tới 10 lần kìa. Chẳng những như vậy, 10 con mắt nhìn mình, tức là 5 người đó, thì cũng sẽ 10 ngón tay chỉ mình. Cho nên á, lấy một ngón này mà chỉ lên trên, lấy một ngón này chỉ xuống dưới, thì đây cũng là một biểu tướng. Chúng ta sống và chúng ta chỉ bằng ngón này thôi, mà cái ngón này nó chỉ hướng ngoại mà nó quên hướng nội. Vậy thì cái này gọi là hồi tử hướng tha. Bây giờ quý vị thấy hồi hướng nó còn nằm trong thời kinh nữa không? Hồi hướng phải được nằm trong đời sống của mình. Hồi tiểu hướng đại, hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý, hồi tự hướng tha. Hết giờ. Tối học tiếp. Tại quá giờ là sẽ bị quở. Một lát nữa ai ra biết giờ không? Rồi đại chúng chắp tay hồi hướng.